Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi tin tức 16 giờ của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, tại Bạc Liêu những ngày này, cả hệ thống chính trị cùng toàn dân trong tỉnh đã và đang nỗ lực quyết tâm phòng chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe và đảm bảo cuộc sống sinh hoạt của nhân dân. Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu có hơn 20 nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu với hàng chục nghìn công nhân. Trong công tác phòng chống dịch, địa phương đã phát huy sức mạnh đoàn kết, sự chung sức đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân để đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Ngoài 72 chốt của tỉnh, người địa phương cũng thành lập các cái chốt của địa phương để ngăn chặn đường mòn lối mở, cho nên là tình hình dịch Bạc Liêu là chúng tôi kiểm soát được. Hơn nữa là chúng tôi đẩy mạnh cái giải pháp là phải tuyên truyền tới người thân và gia đình. Thì thực hiện cái tinh thần chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội thì em thấy người dân ở đây thực hiện tương đối là tốt. Thời gian qua, Bạc Liêu đã được Bộ Y tế đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, tỉnh không chủ quan, luôn chủ động tích cực, bảo đảm vừa chống dịch vừa sản xuất, chăm lo đời sống nhân dân. Để chúng ta chia sẻ trong cái thời gian mà cách ly này, thậm chí là chúng ta nếu khó khăn, đặc biệt khó khăn là chúng ta hỗ trợ gạo, hỗ trợ tiền để vượt qua những khó khăn. Tính đến ngày 30 tháng 7, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ghi nhận 72 ca bệnh COVID-19, trong đó có 16 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Toàn tỉnh hiện cũng đang thực hiện cách ly tập trung 1.700 người, cách ly tại nhà trên 4.100 người. Tỉnh Kon Tum vừa ra thông báo hỗ trợ xăng xe đối với các đoàn xe máy đi từ các tỉnh, thành phố phía Nam về quê tránh dịch COVID-19 khi đi qua địa phận tỉnh. Tại các điểm cấp nhiên liệu, người đi phương tiện xe gắn máy, xe mô tô được hỗ trợ 2 lít xăng trên một xe mô tô và phải tuân thủ trật tự, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Trên trục đường, các đoàn xe mô tô đi ngang qua, Kon Tum chuẩn bị sẵn sàng các nhu yếu phẩm thiết yếu, các phương án cấp cứu y tế, cấp cứu tai nạn giao thông khi có tình huống xảy ra. Trong khi đó, tại Thái Nguyên, lực lượng chức năng vừa phát hiện xử lý một lái xe chở 2 người đi từ vùng dịch đến tỉnh Thái Nguyên. Vụ việc xảy ra tại nút giao Tân Thịnh, Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Tổ công tác phát hiện một xe ô tô cho 2 người xuống xe trước khi đến chốt kiểm dịch. Qua điều tra, lái xe khai nhận chở 2 người phụ nữ đi từ khu công nghiệp Samsung Yên Phong, Bắc Ninh đến thành phố Thái Nguyên. Sau khi lập biên bản sự việc, lực lượng chức năng đã đưa 2 hành khách trên đi cách ly tập trung và yêu cầu lái xe quay trở lại tỉnh Bắc Ninh. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt 2 chuyên gia người Trung Quốc đang làm việc tại Thanh Hóa để điều tra làm rõ hành vi buôn lậu. 2 đối tượng bị bắt tạm giam gồm Chen Fayu, sinh năm 1976, và Sheng Jiapeng, sinh năm 1963, hiện là chuyên gia của công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Vũ tại Thanh Hóa. 2 người này mua 2 lô hàng là máy móc thiết bị từ Trung Quốc và thuê vận chuyển trái phép về Việt Nam bán cho công ty Hòa Vũ. Công an xác định đây là đường dây buôn lậu mang yếu tố nước ngoài, có thủ đoạn tinh vi, cần tiếp tục điều tra làm rõ. Nhằm phục vụ cho việc điều trị bệnh nhân COVID-19, ngành điện lực tỉnh Đắk Lắk đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các mặt công tác, bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho Bệnh viện Dã chiến số 1. Bệnh viện Dã chiến số 1 được đặt tại 3 tòa nhà của ký túc xá Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk với 180 phòng, 1.000 giường bệnh. Sau khi khảo sát, kiểm tra toàn bộ phụ tải đường dây cấp điện cho bệnh viện, Điện lực thành phố Buôn Ma Thuột tiến hành kiểm tra toàn diện thiết bị kỹ thuật để có biện pháp xử lý. Được sự phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Điện lực Nam Buôn Ma Thuột, đến 17 giờ ngày 26 tháng 7 thì Điện lực đã làm xong và bàn giao cho lãnh đạo của Bệnh viện Dã chiến. Chúng tôi đã nhờ cái sự phối hợp với công ty Điện lực Đắk Lắk nên đưa anh em công nhân xuống để hỗ trợ chúng ta. Tôi thực sự là rất là cảm động và chân thành cảm ơn cái sự phối hợp của công ty Điện lực Đắk Lắk. Ngoài bệnh viện Dã chiến số 1, đến nay ngành điện lực Đắk Lắk cũng đồng loạt triển khai phương án cấp điện cho các khu cách ly tập trung cùng các trung tâm y tế, cơ sở cách ly tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh nhằm phục vụ tốt nhất công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Cuối bản tin sẽ là tình hình thời tiết tại một số tỉnh thành phố trên cả nước. Kính chào tạm biệt và cảm ơn quý vị đã đón xem tin tức 16 giờ.